về thăm Bình Định một ngày giữa xuân, người bạn hứa dẫn chúng tôi đến một phiên chợ đêm kỳ lạ, độc nhất vô nhị ở xứ này. Phiên chợ có nguồn gốc cổ xưa liên quan đến địa danh và những sản vật nổi tiếng từng in dấu trong câu ca của người dân đất Võ. Gò Găng có nón trung tình, ở đây có thiếp một dạ với mình ơi. Một phiên chợ đồng quê lúc nửa đêm, cách thành phố Quy Nhơn chưa đến 30 km là chợ Nón Gò Găng, nằm ở trung điểm giữa huyện An Nhơn và Phù Cát, là nơi tập trung nhiều làng nón truyền thống của tỉnh Bình Định như Bình Đức, Châu Thành, Kiều Đông, Kiều Nguyên, Phú Gia. Chợ Nón Gò Găng chỉ họp vào nửa đêm về sáng, đúng lúc gà gáy nên còn có tên gọi là chợ gà gáy. Không sạp, không mái, chỉ có vài chiếc ghế đầu, vài ngọn đèn dầu, vậy cũng đủ thành chợ. Người mua, người bán ở phiên chợ này tuyệt nhiên không xô bồ, nhộn nhịp như những phiên chợ khác. Hàng trăm năm nay, kể cả những ngày thời tiết không thuận lợi, chợ Gò Găng vẫn đều đặn nhóm đêm dưới ánh đèn dầu. Mặt hàng chủ yếu được người dân trao đổi là thành phẩm và nguyên liệu làm nón lá. Từ chợ này, mỗi phiên sẽ có hàng nghìn chiếc nón được thu mua, chuyển đi khắp các miền đất nước. Khi những chồng nón mới được cánh lái buôn chất đầy lên xe, thì cũng là lúc những người bán nón trở thành khách mua của những sạp hàng nguyên vật liệu dành riêng cho nghề làm nón. Mặt hàng chủ yếu là lá kè và những ống giang rừng được khai thác từ vùng núi. Chẳng biết phiên chợ đèn dầu của nghề chằm nón này có từ bao giờ và liên quan gì đến phiên chợ âm dương cách thử trong hồi ức lập làng lập đất của người vùng này. Nhưng chúng tôi cũng thật hào hứng và thú vị khi nhận được lời mời tham quan làng nón ngựa Phú Gia từ một nghệ nhân làm nón đã đều đặn đến chợ từ hơn 60 năm nay. Đây cũng là dịp may để tìm hiểu về một nét văn hóa trang phục đặc sắc của người Bình Định. Về làng nón ngựa Phú Gia, hỏi thăm nhà nghệ nhân Đỗ Văn Lan, không ai là không biết. Ông là chủ cơ sở sản xuất nón ngựa đẹp có tiếng và truyền thống lâu đời ở Phú Gia, là hội viên của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Gian phòng khách nhà ông Sáu Lan cũng là gian thờ. Ở đó có bảo tàng nón mini của gia đình. Chiếc nón cổ có tuổi đời gần 200 năm do ông cố ông để lại. Trải qua bao tháng năm, vẫn nguyên vẹn từng đường thêu nét lức. Làng nón ngựa Phú Gia có tuổi đời hơn 300 năm. Hiện nay cả làng có cả trăm hộ theo nghề nón. Nón ngựa Phú Gia được xem là kiệt tác của nón lá. Gọi là nón ngựa bởi chiếc nón có được sự dẻo dai, bền bỉ, thích hợp dùng đội khi cưỡi ngựa. Nó là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, uy nghiêm của con nhà Võ, gắn với đội quân Tây Sơn thần tốc. Những nghệ nhân làng Phú Gia luôn tự hào về chiếc nón ngựa nổi danh thiên hạ. Năm nay ngoài 70 tuổi, nhưng ông Sáu Lan đã có đến hơn 60 năm gắn bó với nghề làm nón ngựa. Ông bén duyên với nghề này từ thời niên thiếu. Nhờ đôi bàn tay khéo léo, tài hoa, cùng với niềm đam mê, ông đã nhanh chóng trở thành nghệ nhân xuất sắc trong nghề làm nón ngựa Phú Gia. Gia đình ông từ ông cố, ông nội, cha mẹ, đến vợ chồng, con cái đều làm nón khéo. Cả nhà hiện đang có tới 7 người đang cầm kim chằm nón. Tôi làm từ hầu 13 tuổi. Tôi học nghề nội với ba tôi truyền lại là thời gian 3 năm. Cho đến khi 16 tuổi là tôi đã thành nghề rồi. Học ông cha của mình truyền cho tôi là thời gian đúng 3 năm. Là đến 16 tuổi là tôi tốt nghiệp của cái nghề nón ngựa rồi. Cho đến ngày hôm nay là tôi sản xuất hôm nay là 60 năm. Ra đời cách nay trên 300 năm, nón ngựa Phú Gia là nét văn hóa độc đáo của đất Võ Bình Định. Thời xưa, nón ngựa chỉ dành riêng cho giới phong lưu quyền quý. Do vậy, nón ngựa được chế tác rất tinh xảo, gồm nhiều khâu, nhiều lớp, trang trí hoa văn, họa tiết phức tạp. Chiếc nón không chỉ có độ bền bỉ, dẻo dai khi chống chọi với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, mà còn có giá trị thẩm mỹ cao. Tên gọi nón ngựa ngày nay cũng xuất phát từ việc xưa kia, giới quan lại đi công cán hay cưỡi ngựa và đội nón Phú Gia.
Nón Phú Gia vừa đẹp lại vừa bền, và cũng chỉ có nón Phú Gia mới có đủ độ chắc, độ bền chịu được sức gió của người phi ngựa. Phía trên chóp nón ngựa Phú Gia thường được bịt chóp bạc, chóp đồng và có dập hình hoa văn các loại. Tùy từng người đội có phẩm hàm, chức tước cao thấp mà hoa văn trên chóp có những loại hoa văn tương ứng khác nhau. Những chiếc chóp nón kim loại cầu kỳ này không chỉ khiến cho chiếc nón thêm bền mà còn là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, uy nghi của người đội nón. Tương truyền, nón ngựa cũng chính là trang phục được đội quân của Quang Trung dùng cho những cuộc chinh nam phạt bắc hào hùng. Ở xứ Đàng Trong hàng trăm năm trước, trong đám cưới, chiếc nón ngựa không chỉ là vật trang điểm mà còn là hình ảnh biểu hiện sự giàu sang và quyền quý. Trong lễ rước dâu hay trong các nghi lễ hôn sự, chiếc nón ngựa Phú Gia luôn có mặt. Các cụ già kể rằng ngày xưa, các nhà giàu thường rước dâu theo nghi thức. Cô dâu thì đội nón ngồi kiệu, chàng rể thì đội nón đi ngựa. Nhà nào nghèo cũng cố mà sắm được đôi nón ngựa để cô dâu chú rể đội trong ngày cưới. Cưới nàng, đôi nón gò găng, xếp lãnh An Thái một khăn trầu nguồn. Ngày nay, những hình ảnh về đám cưới ngày xưa của làng nghề làm nón không còn nữa. Những âm thanh của lục lạc rung theo vó ngựa, những bóng dáng rộn ràng, súng xính của người đưa dâu áo dài khăn đóng cùng chiếc nón ngựa bồng bềnh cũng rơi vào ký ức. Nhưng những người thợ làm nón làng Phú Gia luôn nâng niu những kỷ niệm ấy với tất cả lòng tự hào về một nét văn hóa truyền thống đẹp đẽ và độc đáo của quê hương. Ngày xưa, các cái vị nghệ nhân ngay cái mảnh đất Phú Gia các tường này, họ sản xuất ra để cho các, tức là quan vua họ đội, rồi họ ngồi trên lưng ngựa, cho nên từ chỗ đó họ đặt cái từ là nón ngựa. Năm lốp là mới ra thành một cái nón ngựa, thành phẩm ra một cái nón ngựa. Còn cái nón lá bình thường á, chỉ có một lớp tiếng hay như một lớp lá thôi, hai lớp rất đơn giản, cho nên gọi là nón lá, nó nhanh hơn. Mỗi chiếc nón ra đời phải trải qua 20 công đoạn làm khác nhau, đặc biệt là lúc tạo sườn, thắt nang, thêu hoa văn và lợp lá. Bởi vậy, không chỉ cần có sự khéo léo, kiên trì, mà người làng Phú Gia còn rất cầu kỳ trong việc lựa chọn vật liệu. Cây giang để làm sườn nón phải là loại mọc trên đầu nguồn An Tượng, đem về trẻ thành từng miếng cật dày. Sau đó, những cật giang được nạo sạch vỏ, phơi khô rồi trẻ thành từng cây tăm nhỏ đều tăm tắp. Lá kè hay còn gọi là lá cọ phải là loại vừa đủ độ, không quá già, quá non và được hái vào thời điểm cuối đông đầu xuân. Để có những chiếc nón có vẻ đẹp thì lá cọ phải đem phơi nhiều nắng và sương đêm cho bớt độ giòn. Chỉ khâu nón là phần tơ của lá cây dứa ngâm nước rồi lại phơi khô. Để có một chiếc nón hoàn thiện, người thợ phải vất vả nhiều ngày, trải qua nhiều công đoạn làm khác nhau. Cũng bởi có nhiều công đoạn khác nhau, nên người thợ làm nón ngày nay cũng dần phân chia nhau đảm nhận từng công đoạn riêng biệt. Tất cả các khâu và tất cả nguyên vật liệu phải lựa già, đẹp, tốt và làm cẩn thận thì tuổi thọ của chiếc nón ngựa mà giữ gìn và làm đúng đô của chiếc nón ngựa là thời gian tuổi thọ từ 1 năm cho đến 60 năm trên một cuộc đời. Trong các khâu làm nón ngựa thì thêu hoa văn là một khâu khá đặc biệt. Sự đặc biệt ấy đến từ những yêu cầu cao của hoa văn họa tiết thêu trong nón. Chiếc nón ngựa sở dĩ cao sang hay tầm thường cũng một phần được quyết định bởi hoa văn thêu trong nón. Những hoa văn lòng lần quy phục thường được dùng cho những người thuộc tầng lớp quan lại trong xã hội. Những hoa văn tùng, cúc, trúc, mai thường dùng cho những ông đồ, nho sinh. Những hoa văn hoa lá thường dùng cho tầng lớp bình dân. Thêu hoa văn họa tiết quả thực không dễ. Nó đòi hỏi người làm phải có trí tưởng tượng phong phú, bàn tay phải khéo léo và đức tính kiên trì, tỉ mỉ, cẩn trọng. Nghệ nhân Đỗ Văn Lan là người rất tài hoa, khéo léo và sáng tạo trong công đoạn thêu hoa văn. Nguyên liệu chỉ đơn thuần là chỉ màu hay cước màu, song với sự tài hoa của nghệ nhân mà chiếc nón ngựa trở thành sản phẩm văn hóa, thể hiện nét cao sang quý phái, vừa có được sự trang nhã, mềm mại, trở thành nét đặc trưng không lẫn vào đâu được. Nó có nhiều khách hàng,
họ đặt nhiều kiểu mẫu khác nhau, cho nên người thợ làm nón ngựa phải cần học chính và phải biết cách để thiêu ở trong chiếc nón ngựa. Sau khi thêu là đến công đoạn lợp lá chằm chỉ. Lá kẻ tươi qua quy trình phơi, sấy, vuốt, ủi, cắt lá. Thân dứa đập dập, rửa sạch, tước sợi, phơi khô. Người thợ bắt đầu sâu lá, bủa lá, chằm lá. Sau khi hoàn thành công việc chằm lá, họ bắt tay vào làm vành. Rễ cây dứa, chẻ, phơi khô, chút đều, dùng để dọn vành, uốn vành và cạp vành. Với chiếc nón ngựa, chóp là bộ phận rất quan trọng. Người ta làm chóp kỹ càng, không chỉ là để tạo độ bền cho chiếc nón, mà còn để trang trí, làm đẹp cho nón. Bởi vậy nên khâu này cũng được các nghệ nhân quan tâm đặc biệt. Ở Phú Gia có hai loại nón ngựa. Chiếc nón ngựa bình thường thì chóp để trần, trên đỉnh đính một chùm chỉ ngũ sắc. Chiếc nón ngựa cao cấp hơn thì trên đỉnh sẽ gắn chụp bạc, chụp đồi mồi, hoặc có thể là một chụp đồng được chạm trổ hình ảnh long lân quy phụng. Ngày xưa là các vị nghệ nhân là họ sản xuất chiếc nón ngựa này ra cho các, tức là quan vua để đội đi làm việc á, là họ tiếp tục họ thiết kế, họ làm ra cái chụp bạc luôn đó, để đợi cho chiếc nón ngựa này nó vừa lịch lãm mà trong đấy nó vừa chi nắng chi mưa, mà trong đấy nó vừa là cổ kính với một người có quan chức để họ ngồi trên lưng ngựa. Trong cái chập bạc này nó có nhiều loại kim loại. Nón ngựa Phú Gia là một sản phẩm được làm thủ công hoàn toàn. Thời gian để làm ra một chiếc nón ngựa rất lâu, thường thì mất đến 4 hoặc 5 ngày, có khi cả tuần lễ mới xong một sản phẩm. Cũng bởi vậy nên ngày công lao động rất thấp, khiến nhiều người phải rời bỏ nghề nón ngựa đi làm việc khác. Người còn trụ lại, đa phần là bởi nặng tình, nặng nghĩa với truyền thống của cha ông mà còn cố gắng lưu giữ. Mặc dù không còn được náo nhiệt như xưa, nhưng ở làng nghề vẫn còn những nghệ nhân đã và đang cố gắng tìm cách bám trụ với vốn quý của cha ông để lại. Bà con làng nghề đang cố gắng tìm tòi, thử nghiệm đổi mới cách nghĩ, cách làm để đáp ứng nhu cầu thị trường, tìm hướng đi mới cho nghề này. Nghệ nhân Sáu Lan đã mày mò kết hợp sản phẩm nón ngựa với thị trường du lịch. Ở Cát Tường, doanh thu mỗi năm từ các làng nghề chiếm khoảng 44% tổng thu nhập của địa phương. Có nhiều hộ làm các nghề thủ công truyền thống, trong đó có nghề làm nón, đã xây dựng được nhà cửa khang trang. Nhiều hộ nghèo đã vươn lên ổn định cuộc sống. Song do sản xuất với quy mô gia đình nên chưa tạo được thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường thấp. Gần đây, khi du khách, nhất là khách nước ngoài có nhu cầu tham quan những làng nghề thủ công, hầu hết được giới thiệu đến Cát Tường và đặc biệt là làng nón Phú Gia. Nhờ thế, nghề làm nón đã tạo được nhiều việc làm cho lao động địa phương. Hơn nữa, nghề này cho phép cả người già, trẻ em tham gia vào nhiều công đoạn với mức độ linh hoạt trong công việc rất cao. Do vậy, nghề nón ngày càng có thêm nhiều cơ hội để phát triển. Làng Phú Gia ngày nay là làng quê độc nhất vô nhị trên cả nước, còn lưu giữ nghề làm nón ngựa cùng với những phiên chợ đêm đẫm màu cổ tích, mang đậm nét văn hóa của những cư dân xứ Đàng Trong thời mở cõi. Những chiếc nón ngựa sản sinh từ bàn tay khéo léo và khối óc sáng tạo của người dân xứ này luôn mang đến cho du khách sự thích thú và thán phục. Làng nghề nón ngựa Phú Gia đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định công nhận là làng nghề truyền thống, đạt danh hiệu làng nghề tiêu biểu Việt Nam và được chọn xây dựng mô hình tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Nón ngựa Phú Gia giờ đây đã trở thành một biểu tượng đẹp về quê hương và con người Bình Định.